Thường thì người ta sẽ không sợ kẻ địch mạnh, mà chỉ sợ đồng đội ngu, và nhất là mấy đứa lúc bàn kế hoạch thì ngồi ngủ. Có lúc bắt đầu đánh thì phá kế hoạch dự thanh niên này đây. Tuy nhiên, có một thứ còn đáng sợ hơn cả việc phá kế hoạch hay ngu ngốc, đó chính là kẻ phản bội. Có thể nói rằng, đó là lưỡi dao được dùng để cắt đứt tình bạn. Và bạn có bao giờ nghĩ rằng Luffy lại bị chính đồng đội hay đồng minh của mình quay lưng bao giờ chưa? Nghe lại thì thấy khó đúng không? Vì với một thanh niên như Bú Rơm, một kẻ mà có Haki nhìn người, khi mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết ai tốt ai xấu luôn rồi. Haki quan sát kiểu này, thậm chí còn biết được thấu tâm can của người khác luôn, thì làm sao mà Luffy bị phản bội lại được chứ? Thêm nữa, Luffy còn là một nhân vật luôn luôn tin người một cách tuyệt đối. Và thậm chí cậu còn tin người một cách cực kỳ đơn giản nữa. Như lần cậu hỏi lo rằng có phản bội lại cậu ở phần Hazard hay không đấy. Ê lo, mà có chắc mày không phản bội tao không? Chắc. He he. Trừ khi sau này tác giả quay xe nha. Gì dạ? Một kẻ luôn tin người như Luffy thì việc đôi khi bị dụ dỗ hay bị phản bội lại thì đã xảy ra không ít lần rồi đấy. Cũng may là những lần đấy không để lại hậu quả gì nhiều. Chứ còn không thì chắc giờ Luffy đã trở thành kiểu nghi ngờ cái thế giới luôn rồi. Chứ không phải là cứ chạy tới đâu là rủ người ta vào băng của mình tới đó đâu. Vào băng của mình nha, vào băng của mình nha, vào băng của mình nha. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những lần mà Luffy bị lừa dối. À không, hơi quá. Những lần mà Luffy bị đồng đội hay đồng minh phản bội lại trong One Piece. Nami. Có thể nói rằng cho bằng Bú Rơm, người ranh mảnh nhất mà chúng ta có thể nói, đó chính là Nami. Cô luôn nghĩ ra những thứ kế hoạch mà chắc là chả ai nghĩ tới nổi. Vì kế hoạch của Nami toàn là lợi dụng người khác, rồi phản bội họ lại mà thôi. Nhưng đó là trước khi gặp được Luffy. Vì sau khi đã trở thành hòa tiêu của bằng Bú Rơm, thì Nami đã bớt đi suy nghĩ phản bội Luffy rồi. Cơ bản mà về bản tính thì vẫn không ai lành trí bằng Nami trong việc lợi dụng đâu đấy nhé. Ở lần gặp đầu tiên của Nami với Luffy, khi mà cả hai chỉ biết đánh nhau là hải tặc và ăn trộm. Nami thì ghét hải tặc vì chúng chuyên cướp bóc tùm lum, nên là cô không chịu hợp tác với Luffy để làm hòa tiêu cho cậu. Nhưng nếu cậu bỏ làm hải tặc và đi trộm vặt thì có lẽ Nami sẽ đổi ý. Nhưng cũng nhờ sự trộm vặt đó mà Nami đã vô tình đụng phải vua hề bất nghi. Và cũng vì như thế nên cô cần phải lợi dụng một thứ gì đó để có thể giúp cho cô nàng có thể sống sót ra khỏi hòn đảo này. Nghĩ đi nào Nami, có thứ gì đó đủ khả năng để có thể giúp cho cô chứ? À đúng rồi, đó chính là Luffy. Má anh ơi, em không biết gì hết á. Tất cả những chuyện này là do cái tên ngu ngốc kia đó. Ủa gì à? Nói gì mà không hiểu gì hết. Trời đó bụng quá, có ai review cho mấy quán ngon gần đây không? Tụi mày đứng nhìn nó làm gì mà sao không tới bắn nó ngay đi? Tao đang đói bụng, liệu hồn mà đừng có đụng tới tao, tao đổ xác hết bây giờ. Trời ơi ghê vậy ta, không một cái thằng khờ này là mạnh như vậy luôn á. Nè cậu kia, nếu cậu vẫn muốn chinh phục ta thì hãy diễn với ta một vở kịch được không hả? Thấy vui nha, diễn luôn. Trời má ơi, nó đồng ý thiệt kìa. Ủa gì cười vậy cha nội? À, ha. Nè cô em xinh đẹp, băng này trước giờ toàn được rửa, thằng làm chó làm hề, chả thằng nào ra hồn cả. Nếu em ra về với đội của anh thì anh sẽ trói em bằng cà vạt, bên hào trên cà vạt. Mà nếu mà ngoan thì em sẽ bị thương, mà nếu mà hư em sẽ được phạt. Cái quần què gì vậy trời? Mày nghĩ mày là ai hả? Để chào đón cô em vào, hôm nay ta sẽ lấy súng của mình ra test cho cô em thấy nha. Nào tới lượt em đấy, hãy lấy súng của anh xử lý luôn cái tên kia đi nào. Chết tiệt, cái tên này làm khó mình quá vậy ta. Này cô em, mới lần đầu nên ngại hả? Hãy để ta xử lý cho, dễ mà. Trời đủ má, sao nóng dữ vậy nè. Và giờ có sự tin người về lợ của Luffy mà Nami mới có thể dâng hiến cậu cho bất kỳ trừng phạt sau khi thề non hẹn biển các thứ với tên hải tặc khờ khạo mà cô vừa mới gặp. Mặc dù ngay sau đó, sự tử tế của Nami đã không cho phép cô nhắm mắt mà nhìn Luffy chết, nên thành ra là Nami đã giúp Luffy được thoát ra. Nhưng gì thì gì, chứ đây cũng có thể gọi là một sự phản bội rồi. Dù sao thì Nami cũng có cái lý của cô. Cũng một phần là Nami khi đó cũng không thực sự thân thiết với nhóm Mũ Rơm. Và khi đó, đối với Nami, tiền để cứu làng của cô Yashi là tất cả cơ mà. Nên cũng khó mà trách được cô nàng. Thậm chí là Luffy sau đó cũng đâu có trách Nami đâu đúng không? Và cũng là Nami trong lần lừa đảo bằng Mũ Rơm của mình, mà thậm chí là lần này còn quá đáng hơn khi cô gia nhập vào bằng Mũ Rơm rồi. Nhưng mà cũng đâu quan trọng, vì lúc này tâm trí của Nami đã bị giam lỏng ở đảo của cô Yashi rồi. Chính xác hơn thì là công viên của Ác Long, nằm trong tay một con cá mập mũi kiếm có tên là Ác Long. Và Nami bắt buộc phải phản bội lại bằng Mũ Rơm để có thể về với Ác Long và trả tiền cho hắn để có thể mua lại được đảo của mình. Nỗi niềm của một cô gái trẻ xứng đáng được yêu thương. Nhưng ai lại hiểu được nỗi lòng của Nami?
Cô đâu có muốn phản bội lại lòng tin của đồng đội của mình. Ê đại ca, dạo này em thấy Nam Y hơi lạ nha. Hình như nó dẫn quyền đám kia về làm gói đại ca. Nghe có vẻ như tụi nó đang thèm hải sản lắm rồi đó hả? Tụi năm tụi xấu như vậy thì chỉ có nó xấu phụ nữ thôi. Phục vụ cho cái người, vẽ hải đồ muốn gãy cái tay, lại còn kiếm tiền và cả hình xăm này nữa. Mà các người nghĩ sao nó xấu tao vậy hả? Chưa bao giờ mà nó tức vậy á. Nếu cô muốn chứng minh mình trung thành với băng Ác Long thì tại sao lại nỗ lực muốn mua lại cái nàng nghèo làng này hả? Im đi, mấy đứa nhân vật phụ thì đừng có nói chuyện với tao. Nhiều lời quá. Không muốn bị nói thì chứng minh đi. Bum 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 bum. Lần cuối tao cảnh cáo ngươi nha chưa? Không được tụ tập nói xấu tao nữa nha chưa? Nếu không tao sẽ bóc phốt ngươi trên mạng á. Trời mất dạy vậy. Cái tên mũi dạy kia, mau chạy lẹ đi. Nhớ cơ nhân vật chính của tao nghe chưa? Nhớ đó chưa? Nhớ đó. Và bất kỳ ai xem đến đoạn đó đều nghĩ rằng rồi xong, Nami lại ngựa quen đường cũ, phản bội lại bằng mũ rơm rồi. Kiểu gì cũng sẽ bị Luffy trừng phạt cho bà xem. Uống mời khoan, nếu như Nami phản bội lại thì tại sao trong poster One Piece lại có cả Nami ở trên tàu, trong khi cô nàng lại phản bội bằng mũ rơm? Thế thì là do tác giả lừa rồi. Kiểu gì cô nàng cũng thay tâm đổi nết rồi quay lại với Luffy cho mà xem. Và đúng thật là Nami đã quay lại để làm hoa tiêu cho bằng mũ rơm. Mặc dù vừa mới lúc trước cô đã cho Usopp một dao vào bụng, nhưng không sao, vì đó chỉ là diễn. Và Nami cũng chẳng ưa gì Ác Long cho lắm, nên cuối cùng họ đã trở về với nhau. Ít ra thì không phải sự phản bội nào cũng xấu xa đúng không? Vì cũng nhờ lần phản bội này mà Nami mới biết được bằng mũ rơm là mái nhà phù hợp nhất với mình đúng không nào? Và đến Water 7, Robin từ thù trở thành bạn. Nhưng thực ra cũng không thù mấy, vì ở Alabasta cô có làm gì ngoài việc đi vòng vòng giải cứu thuyền trưởng mũ rơm rồi phản bội lại cá sấu đâu. Thậm chí là kết thúc phần phim, Robin còn tự nộp mình cho bằng mũ rơm rồi cùng họ phiêu lưu đến tận Water 7 nữa kìa. Và bộ chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như bọn họ không chạm trán với Aokiji ở hòn đảo nọ rồi bị Robin bơm đểu vài lời tới mức phải tự ái và bỏ băng đi. Thật là tội nghiệp cho Robin, nhưng cô đâu còn cách nào khác ngoài việc phản bội lại đồng đội của mình. Tất cả cũng đều là vì sự an toàn của họ mà thôi. Nhưng mà chị ơi, cứ làm lì lì như thế thì ai cũng đều sẽ nghĩ rằng chị là kẻ phản bội đó. Đây là ARC của chị, nên mấy đứa cứ kệ chị, chị cam chịu được. Ghê chưa? Nói là làm, Robin không nói một lời, cô cứ thế và bắt tay với đám CB9 để lên kế hoạch ám sát thị trưởng của Water 7 để bảo vệ bằng mũ rơm. Nhưng với một cái đầu lạnh đã chạy trốn hơn mấy chục năm như Robin, bây giờ lại bị đám người của chính phủ thao túng dễ dàng như thế này, thì đúng là không thể trông đợi gì vào sức mạnh của tình bạn rồi. Cứ tưởng sức mạnh tình bạn hắc em các kiểu là khỏi phải lo bị bắt rồi chứ. Ai dè chính vì nó mà mình phải ngồi im, chịu trói như vậy. Thì đúng là sức mạnh tình bạn rất là mạnh, nên tụi tôi mới tới đây cứu cô này Robin. Này Robin, hãy nói rằng cô muốn được chết sau khi tẩy trắng thành công chứ không chịu chết khi da đen thế này. Tôi muốn được trắng. Ui. Apa, sạch tinh tươm. Và thế là sau 2 năm, cô được trắng thật. Về điều đó cũng có nghĩa là bằng mũ rơm đã giải thoát cho Robin thành công và kéo cô về lại tàu của họ sau màn phản bội đầy drama của mình. Với cả hơn một điều rằng, đây là Luffy, chứ gặp mấy chà nóng tính thì chắc là Robin bị găm đạn vào đầu giùm chính phủ luôn rồi. Chứ đừng nói tới chuyện là kéo cả bằng đến cứu như thế này. Usopp ở Water 7. Nếu mà nói thì chúng ta nên gọi Water 7 là vùng đất của sự phản bội, vì không chỉ có Robin quay lưng và rời băng đi, khi mà ở đây chính Usopp cũng như thế. Nếu như Robin phản bội là vì không muốn bằng mũ rơm bị liên lụy và trở thành mục tiêu mà chính phủ nhắm tới. Còn Usopp, anh bạn này phản bội vì không có chung tiếng nói với thuyền trưởng mà thôi. Usopp hành động cứ như là cậu là thuyền trưởng không bằng. Mà từ đầu phim tới Water 7 thì Usopp và Luffy cứ tranh nhau xem đứa nào là thuyền trưởng cơ mà. Câu chuyện xảy ra khi mà tàu Green Berry đã đến hạn của nó. Mũ rơm phải lựa chọn một trong hai option. Thứ nhất chính là bỏ tàu và mua một con tàu mới xịn hơn để tiếp tục đi. Thứ hai chính là đóng ra một con tàu giống với Green Berry và tiếp tục phiêu lưu cùng với nó. Ấy thế nhưng, vì nghịch lý con tàu Theseus, với lại nếu chọn cách đó thì phần phim ngắn gọn hơn và sẽ giải quyết hơn. Nên là nguyên đám đã chọn cách đầu tiên và khiến cho Usopp phải bất mãn trước sự lựa chọn đó. Mày chọn tàu chính là mày không tôn trọng Mary. Mày không đi bằng Mary nữa chính là mày không tôn trọng bạn gái tao. Mà mày không tôn trọng bạn gái tao thì đừng bắt tao đi chung với mày nữa. Vậy là Usopp gạ kèo với thuyền trưởng của mình, đánh nhau tay đôi một trận thật to. Rõ ràng là xong rồi vũi đích bỏ đi sau khi bị Luffy đánh cho sắp mặt và phải bằng bỏ khắp nơi. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, cuối cùng Usopp cũng đã trở thành một người đàn ông và chấp nhận quyết định đó của thuyền trưởng của mình, rồi quay lại cứ dự chưa có chuyện gì xảy ra. Luffy, mày thật là rộng lượng quá. Tao đúng là có mắt dư mù. Tao xin lỗi, tao khốn nạn quá. Sanji ở đảo bánh. Điều đáng sợ nhất không phải là do kẻ địch mạnh, mà là do sự phản bội từ bên trong. Mày lấy đâu ra câu này vậy? Trên mạng. Bây giờ tới mày đó, đừng có mà nhiều lời. Hơi chết tiệt.
Nói đến Sanchi thì chắc là ai cũng đều nhớ đến pha phản bội cực kỳ nổi tiếng của ảnh. Công nhận luôn, đá chuẩn như thế này cơ mà. Lúc đó mà bồi thêm một tí Haki nữa thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Và tất cả những lý do để mà Sanchi có thể làm được hành động này, đó cũng giống như lý do mà hầu hết mọi anh em bạn thân khác phản bội nhau ở bên ngoài. Đó là vì gái. Đúng vậy, Sanchi hiện tại đã 22 tuổi rồi, giờ này chỉ có thể yên bề gia thất thôi, chứ lòng bồng đi làm hải tặc như thế thì có ngày hàng xóm người ta nói ra nói vô là chết. Và như các bạn thấy đấy, thì Sanchi có vẻ như là một kẻ sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ khi thấy gái đẹp trước mắt. Thậm chí là dù có phải về chầu trời đi nữa, thì chỉ cần đó là gái thôi, cũng đủ để anh ba có thể buông thả hai tay về với trời đất. Nhưng mà vì số là anh ba là nhân vật chính, và nếu anh ba nằm xuống, thì nhà của tác giả chắc cũng khó mà tối được. Thế nên thành ra, dù đã tiến vào cửa tử không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Sanchi cũng quay vào ô có thể chạy thoát. Ê, lạc đề kìa cha. Quên mất. Đang nói về vụ Sanchi phản bội, thì ai xem phim rồi cũng đều thấy là hành động của Sanchi đúng là không thể chấp nhận được. Liệu hôn thì đừng để cho Zoro biết, chứ không là anh ba ăn chém như chơi. Kêu nó ra đây coi thằng nào tắt đèn trước. Đúng là chỉ có chạy trâu mới đi gà kèo solo. Cái thằng này. Ngày nào nó bày mày đấy cho tao. Mày, lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Vậy thì cái đó bùi nó bởi như mày. À thế làm sao mà à. Và như đã thấy thì Sanchi không những đã phản bội lại Luffy mà anh còn trẻ trâu nữa. Tuy nhiên lần phản bội này có vẻ cũng giống như là lần của Robin ở Water 7. Thoạt nhìn thì cứ tưởng lý do là vì một tâm hồn tròn trịa và đủ cười dập của một thiếu nữ 16 nào đó. Nhưng hóa ra mọi lý do đều là vì băng mũ rơm. Vì nếu như Sanchi không chịu làm theo lời cha mình thì có lẽ là cả băng mũ rơm và Jeff sẽ khá là khó sống. Băng mũ rơm thì chắc là sẽ không sao vì được bảo kê, nhưng còn Jeff thì mình không chắc. Vậy nên Sanchi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo tiếng gọi của ông già của mình mà thôi. Nhưng đó chỉ là 10%, còn 90% còn lại tất nhiên là vì Pudding và Lem VL. Và cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một share và bình luận phía dưới cho mình biết ý kiến của bạn với nhé. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Tạm biệt!